Minh. Đây là một trong những ngôi chùa có một cái lối kiến trúc đẹp lạ so với tất cả những ngôi chùa trên đất nước Thái Lan này. Mà khi mà dời đô từ khu vực A Chúa Tha Cha về lại thôn Puri thì vị tướng là phải cập vào cái vị trí bờ này. Khi mà ngủ sáng lại thì thấy một cái ánh mặt trời chiếu vào vùng đất này. Vì vậy cho nên là ông có cho xây dựng ngôi chùa gọi là chùa Bình Minh đó, là tên là Wat Arun. Ngôi chùa này kiến trúc rất là đẹp, và trong ở khuôn viên ngôi chùa này á thì là có cho trên trang phục của là người Thái. Ai cũng muốn là hóa trang thành người Thái để chụp hình không? Yes. Tại vì á là chương trình của mình á là không có đi tham quan ngôi chùa này, nhưng mà lên tham quan thì phải tốn phí, nếu là chúng ta đồng ý một người 100 bạc lên tham quan. Rồi sau đó là mình sẽ thuê đồ chụp hình cho những người Thái. Quay đi. Thì cho cá ăn kìa, cá kìa. Cá quá trời kìa. Wow. Bỏ đi. Tự cho cá ăn đi, cá quá trời kìa. Lưu ý giùm em Tâm nha, cá chỉ ăn bánh mì ngọt, không ăn bịch ni lông, không ăn điện thoại. Wow, look at this. Mình thấy ở trên đầu của những chú cá này có đốm trắng không cả nhà? Yes. Làm phước gieo duyên nhiều, càng làm phước càng được phước nha cả nhà ơi. Chị núi, cầm giùm em tí đi chị núi. Quay em tí đi. I put just a minute. Dạ vâng, đó là cá bạch tạng đó. Dạ, may mắn lắm mình mới nhìn được thấy cá bạch tạng đó đấy. Còn cá rất là may mắn. Trong 1.000 con, 1 triệu con thì chỉ có duy nhất 1 con đến 2 con thôi, không có nhiều. Thank you, thank you. Người dân Thái Lan mà cho dù họ có câu dính loài cá này họ cũng thả xuống lại chứ không bao giờ họ bắt hoa. Hoa chờ cá ha. Cái đầu trắng trắng ha. Chị Núi hỏi cho con mày không? Chị Núi ơi, con mày không? Con nó hỏi lấy đi kìa. Ủa mà cái nó tập trung khung này, nó có tập trung bên quần kia không ạ? Đúng rồi, không có mì. Phía sau, phía sau thẳng ra phía sau, mấy bệnh kèo phía sau. Ai à, thì bánh mì đang mang lên cho chị. Dạ. Cá này là bánh mì. Duyên làm phước nhiều, được phước nhiều. Quan hỷ. À, người dân Thái Lan á, mỗi lúc mà họ buồn hoặc là họ có những cái chuyện không vui đó thì họ thường đi di chuyển đến những vị trí chùa, đặc biệt là những ngôi chùa gần bờ sông để họ mua bánh mì họ thả xuống cho cá ăn. Tam phát một kim không? Thank you. Cứ ngồi tại chỗ đi, bên nào cũng có cá cho nó đừng đi qua đi lại. Đúng rồi, ngồi bên này đi. Wow, nó ăn kìa, so cute. Thay mặt những cá ở dưới sông, dòng sông Chao Phraya này, gửi lời cảm ơn cả đoàn chúng ta, và đặc biệt cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn anh Thanh. Hôm nay anh làm phước rất nhiều, hiện tại giờ anh làm phước gần 10 ổ rồi đó. Wow, trưởng đoàn giỏi quá. Có ai thấy cá này mà thèm canh chua hay là thèm lẩu mắm không? A Di Đà Phật. Dạ, tưởng thèm em cũng bó tay luôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quan hỷ, quan hỷ.
con to quá luôn. Wow. Quá ha, con này cá nhiều hỉ. Bên này cá nhiều hỉ. Không sâu lắm chứ không có cạn đâu. Sâu lắm đó. Wow, quá trời cá. Ở đây sâu lắm, sông này sâu lắm. Cả nhà mình có lên tham quan chùa Quá Đa Rôn không? Có thuê lên tham quan để là thuê trang phục của người Thái để mặc chụp hình không? Vị trí chỗ chùa này là một trong những là địa điểm thuê trang phục của người Thái chụp hình rất đẹp. Và kiến trúc ngôi chùa này cũng rất là lạ so với những ngôi chùa khác tại Thái Lan. Cả nhà ơi, cho em tâm hỏi mình có lên tham quan chùa Quá Đa Rôn không? Có lên không? Bây giờ em gặp lại, nếu như ai muốn vào tham quan thì mình mua vé 100 bạc mình vào, còn không thì ngồi phía ngoài. Ngồi phía ngoài cũng được đúng không? Cho ngồi phía ngoài không luôn. Ngồi chỗ cái nhà mát á. Ai không tham quan thì ngồi phía ngoài, ai tham quan muốn chụp hình thì vô trên đó được không? Chứ giờ mình về cũng hơi sớm chút xíu. Ok ha. Đồng ý hết đúng không ạ? Đồng ý hết thì em cho thì cặp vào. Ngôi chùa này kiến trúc đẹp lắm. Rồi ai có nhu cầu lâu lâu có dịp đi một lần, mình có thời gian với thay thuê trang phục để là mình chụp hình kiểu người Thái. Có nhiều đoàn đi muốn có chương trình để chụp hình mà không có thời gian. Thôi quan hệ em ta mời đoàn ta đi tham quan luôn đi, khỏi có ai vô tốn trăm bạc hết á. Thôi luôn. Quan hỷ luôn, mua vé cho em luôn chị, cho hết cả đoàn vô tham quan, cho vui vẻ luôn, cho ai cũng trở thành người Thái luôn. Vỗ tay. Cuộc sống cho đi sẽ được nhận lại. Cho đoàn chúng ta vui hết luôn. Yes. Cái chiếc thuyền bên này này gia đình là giống như là cái thuyền xe bớt đó, à, người ta đi như vậy đó, à, tới chỗ địa điểm người ta dừng lại người tham quan. À, cứ chạy vòng xong trong sông Cao Bà Nha. Kiến trúc ngôi chùa này rất đẹp, rất lạ nha. Mình cởi áo khoác để ngay vị trí chỗ ngồi. Đồ đạc còn của mình mang lên hết giùm cho em Tâm luôn, không bỏ dưới thuyền này nha. Cứ để áo phao xuống tại chỗ thôi, nhớ mang hết đồ lên giùm em luôn nha, không bỏ lại cái gì dưới này. Rồi xin mời chúng ta di chuyển, người ngồi phía trước di chuyển lên trước nha. Đi à. Thắng ơi, em mơ tưởng gì vậy em? Cởi áo phao lên, em ngồi nhìn hoài cho em.